Xin chào tất cả các bác nha. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Hoàng Hiền. Hôm nay Hoàng Hiền lại tiếp tục tổ chức cùng dàn diễn viên tự của mình ăn cơm tại nhà cô Toán Tí Hon. Muối thịt với lại đậu, bánh quại, măng, rau rèn của nhà. Đấy, cô Toán ngồi cấy bữa cơm gia đình cùng với dàn diễn viên điện tử của Hoàng Hiền. Cho nó đầm ấm tình cảm. Đấy. Gắn bó. Đấy. Cơm quê này các bạn. Đấy. Cơm này ngon tuyệt vời đấy. Nha. Nấu cơm củi các bạn. Đưa bát đâm cơm, mang hết bát để đâm cơm đó. Xong thì ấy xong. Giờ đang hút nước à? Hay máy giặt à? Máy giặt à? Đang vắt vắt quần áo à? Toàn ngồi đi. Đấy. Này chị gái. Đây chị gái ngồi bên này đi. Quế ngồi trong này. Rồi quế tay ngắn nó gắp được. Đấy. Chị gái ngồi gần gần nó gắp. Gắp được. Đây Toàn ngồi đây. Đây. Đây ngồi đây Toàn đây. Đấy. Mình đi bắt canh cho chú. Chú thích ăn canh. Đây. Xoay thịt cho trẻ con gắp. Đùa đùa đùa. Đây có rồi. Bắt cô có chưa? Đó. Thứ hai bắt này thừa. Rồi. Mời tất cả các bác nha, dùng bữa cơm bên này Hoàng Hiền và dàn diễn viên điện tử. Chào mừng các bác ăn cơm ạ. Con mời các bác ăn cơm ạ. Con mời các bác ăn cơm với con. Con mời các bác ăn cơm ạ. Con mời các bác ăn cơm nhá. Ông dạy nhà con như Hoàng Hiền với lại mẹ con nhà em gái. Vâng, mời các bác nha. Mời cô Toán Tí Hon. Mời chị gái, mời các cháu ăn cơm nhá. Chào mừng cô gái. À, con mời mẹ, con mời cô gái. Chị mời em mời Toàn, chị mời chú Hiền, chị mời Thành ạ. Nhớ nhá, cứ vai lớn mời trước đúng chưa? Mời chưa Thành. Phải nói rõ ở câu ra, mời ăn cơm nè. Ăn cơm ạ. Con mời mẹ ăn cơm ạ. Con mời chú Hiền ăn cơm ạ, em mời chị Quế ăn cơm ạ, em mời anh Toàn ăn cơm ạ. Mời anh Toàn trước, mời chị Quế sau biết chưa? Đây bẻ đây. Bẻ bẻ quá, bẻ quá. Con bẻ lại quần áo cho thẳng bẻ quá. Mẹ ăn cơm, mời cô gái ăn cơm, cho mời chú Yến ăn cơm, anh mời em Quế ăn cơm, anh mời em Thành ăn cơm. Ok. Rồi, ăn đi. Ăn cơm đi, ở nhà. Chú Yến kết nhé. Ăn cơm. Đấy, ăn gì ăn nhá, thịt thì ăn, ăn măng thì ăn, đậu thì ăn, bánh quay ăn, cứ để ra trong dưới. Đây, đĩa thịt này Toàn... này, đây cô Toán gắp đi. Cô ăn. Gắp đi nhá, chị gái còn gần vào. Chị gái còn gần vào gắp. Sàn thân để bát cơm nữa. Sàn ông áo lên qua, sàn cao lên. Đoàn nữa, quế nữa, kéo cao lên. Nó đỡ chạm vào, không chạm hết vậy. Kéo lên, được chưa? Đấy. Làm cái măng. Ăn đi nhá, đổi Toàn với Quế ăn tự nhiên nhá. Thích ăn thì gắp nhá. Đấy. Thì ăn mà ăn gì thì ăn. Măng ngọt. Măng ngọt các bác, 10.000 một cân. Nước dầu rèn ngon lắm. Đội Quế với Toàn đang vừa đi học về đói à? Toàn chưa học không con? Dạ có. Thế ăn mạnh đi học nhá. Quế. Có. Thành có đi học không? Có. Thế ăn đi nhá. Ăn một tí về đi học. Ăn mạnh. Cháu chỉ thích ăn món măng này. Cũng thích món. Này măng ngọt. Đấy xanh xanh cũng đắng. Đấy kia thì xào. Đây để xoay chỗ này cho, đây cho chị gái đấy, này cho cháu đĩa măng đấy, đấy nhá. Cô Toán mới Thành gắp thịt bên này,
toàn mấy mẹ chị gái mới quấy gặp ở đây, nó sẽ gần nhá. Đi mang này ngoan này chú chén nhá. Nó thuận tay. Đây. Ăn chấm đi. Ăn gần này. Đây, chị em bắt nước chấm. Nó qua ôn bài nào mà tiến bộ chưa? Chưa tiến bộ lắm. Chưa tiến bộ lắm à? Chưa. Thuộc cái thuộc chưa? Chưa. Hả? Thuộc lắm. Toàn. Mẹ à, tình hình nhà học mẹ học nào? Mẹ học cũng được nhưng mà hay nhầm kiểu 1 x 1 xong à 2 x 1 xong thì 2 x 3 luôn là bỏ 2 x 2 ạ. Ừ. Thì mẹ thuộc bảng chữ cái à? Vâng. Số thuộc số, thuộc cái mặt số đi. Nhá. Thuộc mặt số đi. Không thì là chị có toán là học được thì quan là cứ vội vội đi, cứ bình tĩnh, hiểu không? Không biết đâu mà vội cả. Tức là tâm lý à. Ừ. Cứ bình tĩnh không có gì cả. Dần dần ấy, mình là bao nhiêu năm mình không học rồi ấy. Đúng không? Gần 50 năm rồi ấy, não nó phẳng lì ấy rồi. Ừ. Mình còn suy nghĩ bao nhiêu việc nữa nên là không thể nào mà. Nên đội Quế với Toàn với Thành thì nó mới học thì nó chưa phải suy nghĩ những cái gì về cuộc đời. Nên là, thì ăn đi học nó có suy nghĩ mình nên là nó mới tập trung, cháu rất hiểu chỗ đấy nhá. Nên là cố gắng tập trung học. Dần dần là sẽ làm được. Không việc gì khó cả. Hả? Đúng không? Phải chứ cái. Ừ. Đào núi vào đất biển, quyết chí sẽ làm lên. Ừ. Đấy, các bạn ăn đi, thịt ăn đi, đậu ăn đi. Ngon. Ừ. Đồ trẻ con này không thích ăn măng mấy nhỉ? Đồ này chỉ ăn thịt mới ấy nhỉ? Ừ, thịt đậu. Bánh khoai nhá. Ừ. Chị gái đã qua học không? Có. Ừ. Qua học với bảng mấy rồi? Bảng 3. Bảng 3 rồi à? Thuộc chưa? Ừ. Thuộc bảng 3 rồi cả. Anh nhỉ. Tối học tiếp bảng 4 đi nhá. Ừ. Ừ. Hiền đi, Hiền đi em đâu? Cháu có. Ngày thứ 6. Ừ. Mà chờ ma chú mới được nghỉ. Ừ. Cháu ngay bận. Ngay bận dậy. Đi suốt các bạn. Dậy suốt. Chắc nghỉ hè nơi đấy. Ừ, nghỉ hè nơi rồi. Nghỉ hè thì có nhiều thời gian cùng dàn với điện tử. Nhiều. Ngày nào cũng gặp nhau nhỉ, nếu nghỉ hè nhỉ. Ừ. Ừ. Nghỉ cũng liên tục vui. Luôn. Nghỉ hè vui. Ừ. Ừ. Nấu rắn. Vườn sạch à. Chuẩn bị mua giống cây về trồng. Ừ. À. Nhà chị gái chảo đất mấy nhỉ? Có đất. Ừ. Muốn trồng thì có đất mấy để trồng? Cô hồi xưa được thêm một ít nữa không có mấy. Ừ. Thêm một ít ra. Nhà cô Toán là chia sẻ với các bác là từ cái chỗ bãi ngô rồi. Bãi ngô ở vườn này. Từ bầu bờ tường này nhé. Bãi ngô này. Đấy, vòng cái mãi đầu này. Là mua của chị gái cô Toán. Đấy, bác nào theo dõi video của Hoàng Hiền thì bác biết. Số tiền cô Toán biết nhớ bao nhiêu không? 12 triệu. 12 triệu đồng. Đấy. Của cô Thúy Hằng bên nước Mỹ giúp đỡ nhà cô Toán tí hon. Trong tổng cái số tiền cô Thúy Hằng giúp đỡ nhà cô Toán hiện nay là khoảng 130 triệu. Đấy là riêng cô Thúy Hằng. Ừ, chưa tính các bác mạnh nhiều quân khác giúp đỡ nhà cô Toán tí hon. Thay đổi cuộc sống cũng như nhà chị gái này. Các bác ở gần cũng như các bác khán giả rất nhiều bác đã thấy được cái sự thay đổi vượt bậc của chị. Đấy, nhà thì đẹp, bò thì béo, lợn thì béo, người thì nhanh nhẹn trắng trẻo, đúng không? Đấy, con cái thì ngoan ngoãn, tivi có nhà tắm, đó. Sơn nhà. Để mà tự làm thì thực sự là chỉ có đội trẻ con lớn nó mới làm được. Chứ còn các bà mẹ này chỉ có kiếm tiền nay, nuôi ăn hàng ngày đã vất rồi. Ăn hôm nay thì lo bữa mai. Không có phải làm. Ừ, đấy. Làm gì có để được lâu ra mà làm nổi. Ừ. Số tiền đấy thì thế đi đâu mà sang sửa được. Không có. Kiếm đâu ra? Nhờ nuôi chúng nó ăn hàng ngày. Ừ. Ăn đi.
ăn mạnh, con mạnh con lớn nhá, con ăn ít lắm. Chú bác cũng bảo chú phải động viên con mới chỉ cuối ăn mạnh ấy. Rồi, nhá. Sau hai bữa quần áo gọn gàng đắp sách đến trường, sạch sẽ thơm tho đến trường là được rồi. Thì đậu nấu cái này ngon nhỉ? Đậu ngon. Vừa bạn. Cháu được. Cho cô rán. Ngon. Đậu mát. Này măng ngon cô ấy. Đang bọn đội ở quế này, phải lấy cái nước này cho vào cơm. Ngon ngon. Ngon cực luôn. Cực béo, ngon cực ngon. Đây. Ăn mạnh cho béo. Đó, ăn nữa giờ mới nhá. Đấy nào. Đấy, toàn cho mà ăn. Mà thường hôm nay đã đánh giấy rồi thế. Đấy, đây là thật nước nào. Đấy. Đấy, con nước vãi. Để mà gần mình bánh mãn. Ăn thịt đã lên thành. Ăn thịt đi. Thịt ăn đậu ăn. Quế ăn đi, chị gái ăn đi. Ăn mạnh bên chị gái chả ăn gì, mỗi bên Thành ăn nè. Mạnh em. Mình bây giờ như ra gia đình rồi. Mình ăn nhanh lâu lâu đấy. Ăn đi, cháu ăn măng. Măng nó thơm chứ. Kết mũi măng à? Măng là mình phải tìm mua măng bằng được. Đến mấy quán thì mới tìm được măng. Lợn nhà chị gái này có dấu hiệu gì không? Không. Hả? Không. Khỏi hẳn thôi đi. Khỏi hẳn. Ăn mạnh lớn nhỉ? Ăn mạnh. Lợn đang thay đổi thời tiết. Lợn này cô Toán to lắm rồi các bạn. Từ giá 60. Từ giá 60.000 con thịt. Giá 60.000 con gì đó? Hơi á? Thịt, lợn thịt. Hả? Móc hàm. Móc hàm à? Chăn tí nữa. Nên là cô Toán thì ông nào Hoàng Hiền vừa ngó rồi. Được khoảng 60 cân móc hàm à? Nuôi đang nhốt nhờ bên chuồng nhà bà này. Không chừng nó sổng chuồng các bạn ạ. Nó sổng chuồng nó chạy lên bên đấy. Nên là nhốt luôn. Lừa nó về nó không về. Lợn nhà cô Toán ấy mà ai mua được thì ăn. Không có cám. Cực sạch. Cực sạch luôn. Toàn lợn nhà cô Toán này mới lợn nhà nhà cô Hảo Tí Hon. Nuôi toàn gạo ấy á. Cháo mới lại gạo không. Đó. Chị gái đang bé. Chị gái vẫn đang chăn cám hay chăn đấy rồi? Đang chăn cám. Đang chăn cám đúng không? Đang bé. Vào to, bé nhà chị gái mà chăn nhà cô sao mà lớn được. Ăn gì con? Canh đấy. Đây. Để mẹ tưới cho. Ăn mạnh em nhé. Đấy đúng rồi, tưới nước thịt vào. Tưới nước thịt vào chuẩn đấy. Nghe bảo một cái bà trên quán đây bà bảo chết rồi bà em bảo ra bà xem suốt đêm. Bà gái với bà Hằng. Bà xem cái quế kênh của quế này này. Bà Hằng ở công trường mẹ không biết bà béo béo mà. Mà. Xem kênh quế gì? Bà xem kênh của Hiền đấy. Xem Hoàng Hiền hả? Xem Hoàng Hiền suốt đêm á? Bà sáng ấy bà bảo quế là mày con mẹ Toán mà sao bà biết bà bảo tao xem tao mở tao xem suốt. Xem Hoàng Hiền cả đêm luôn. Tại mày nhá, mà tao nhất đêm qua tao mất ngủ. Tại mày xinh như này, mày lên TV, lên hình để tao xem suốt. Mày thấy xinh quá, xem suốt à? Bà xem kênh của Thành để suốt. Bây giờ bà ấy nhận mãi, bà hay là để đâu, lúc hôm nó học lớp 1, bà hay là để cho nó ở đây. Xin nuôi á? Mình có con mình phải nuôi no cơm cháo rau cháo nuôi con. Không bảo cô ấy đẻ con ra phải nuôi con nhé. Ăn mạnh nhé con. Ăn mạnh nhé. Ăn thịt ăn đi. Ăn mạnh nhé. Nho nhã bình tĩnh.
Hết sức bình tĩnh nha Thành nhá. Ăn nho nhã. Cứ bình tĩnh. Đấy, gắp thịt ăn đi. Măng ngon này. Chén này hết bát măng. Dành cơm đi chứ, mãi chứ. Cháu chỉ đi ăn măng. Cứ ăn. Bình tĩnh, được chưa? Đấy. Cứ chậm rãi mà. Cứ bình tĩnh. Ăn nho nhã. Ăn quế. Chậm rãi thôi, không vội. Vội đi nghẹn ra. Nợ lại con đoán là chăn bà ấy không à? Cháu không ghê cô nấu đây. Không có tí cám nào? Không. Mấy tháng rồi nhỉ? Mấy tháng. Mấy tháng rồi. Toàn nấu chăn cám không? À cháo không? Toàn cháo không. Siêu sạch ạ. Mà Lý nó lâu mình không vào, có cái lợn nào này. Lợn bò thế nào? Anh Thành nhìn gì đấy? Anh đi. Áo xong rồi ăn rồi về sắn trong áo nó kìa lại tụt rồi. Để đấy, sắn trong áo nữa. Nhanh. Đi lấy thuế rồi bát thịt đấy. Rồi, ok. Rồi nữa bao nhiêu? Ăn đấy rồi à? Ăn thịt đi. Ăn thịt đi, ăn cơm mất cơm. Lấy cho thịt chan cay không? Có. Ăn được không? No chưa Thành? No hẳn chưa? Sao đấy? Này. Hả? No. No quá à? Hay như nào? No. Vấn đề gì không? Nhìn nó mỏi mỏi sao ấy? Hay đau bụng hay sao? Không sao đâu gì. Thế đi ra ngoan, lấy rửa mồm đi. Ăn bánh khoai không Thành ơi? Đấy, đấy, ra ăn đi. Bát của Thành đâu? Đây. Ừ, để bát nó. Đây chị gái. Chị gái gắp bánh khoai cho nó, gắp vào bát. Đây, đũa. Này, đũa con đây. Gắp cho mấy miếng vào. Gắp cho 3 con miếng cho nó ngồi ăn. Trời ơi. Ăn gì gái này? Nó thịt ăn đấy. Ăn mạnh nên nó ngại gì? Ngại sợ béo. Càng béo càng tốt chứ nào? Béo quá. Chị làm gì béo quá? Muốn cả được. Thời gian nữa ông Hiền mà không vào thì mà lại top đi. Ông Hiền rồi. Ông Hiền mà không vào thì chắc là xương. Top ra bọc xương. Mua thuốc rồi mình uống. Mỗi ngày một viên. Có gì? Thuốc bổ. Thuốc bổ.
Không có toán. Cô Toán ngày xưa có hồi con gái có béo không? Không. Người con gái cũng như này à? Ừ. Cứ duy trì này mãi rồi. Như siêu mẫu này. Ừ, siêu mẫu. Ừ. Có bầu bọn này có béo không? Không à? Ừ. Quế nhìn hiền nhỉ? Quế rất hiền. Nhìn mặt nó hiền. Để mẹ gắp cho. Ừ. Gắp bát nó. Gắp cho mấy miếng à? Nó bảo no rồi. Mẹ chén được tí à? Ừ. Mẹ chưa? Kệ nó ăn. Ăn được cái cho ăn. Xe đẹp của hai nàng. Vừa đẹp. Tháng vừa rưỡi. Ừ, rưỡi mới. Bóng ngoãn. Tháng vừa vào đi tiếp trong làng bồng về mình cô thì rưỡi. Ừ. Mẹ chị em đi vào chỗ cái đường làng vô ai cũng khen là xe đẹp. Đẹp quá. Đi... Có nhiều quốc quá nhỉ. Ừ. Đẹp quốc à, xem yêu à? Ừ. Xem yêu thì... mua cuốc mới lại mua rau nhờ mua cái bà có cái cháu đấy gì. Ừ. Ngay chỗ cái bà bán tôm cá gì. Ừ. Đạp mầm phiên phăng. Mua cái bà trên cái gốc cây. Còn ăn mạnh lên lâu hơn. Toàn mấy bát rồi? Bát hả? Bát thứ 2. Bát thứ 2 á? Mạnh nữa lên chứ. Bát thứ 2 ngon. Ừ. Bữa cơm gia đình. Làm bát à? Chị gái được ăn đấy nhá. Cái nhau rèn ngon mát này. Rèn à. Đoán đi con. Vâng. Mạnh á. Còn ăn mãi chả hay phát cơ. Ừ. Nó thịt ăn đi con lớn. Con ở chỗ dựa cả gia đình mới ăn đi. Ăn không lớn được đâu. Ăn nhưng con sức này tao ra già ra chả đi đâu để tông ở đâu để lấy mà tao sức mà chăm tao. Ừ. Không có tiêm kiếm không có kiếm tiền nuôi chết đúng không? Chóng lên mà làm cô vợ người ta con cháu mới ai à đi nào làm giả tập nhà với cháu đã dùng lấy vợ rồi ghê nhỉ nó biết tí vợ con gì. Ừ. Để nó học đấy chứ chưa gì đã bảo lấy vợ con gì để con học đấy chứ. Ừ, mát. Cái gì kia hay dâu dần xong lại hái cho muống luôn. Ừ. Chị gái là định cho Thành học lớp mấy? Hết lớp 10. Học hết lớp 10 nghỉ à? Trung học đã thì hết 10 nghỉ cái gì? Chưa có tiền đâu, điều kiện đâu. Dạ, có không học hết 12. Điều kiện đâu? Ừ. Trước chưa có nhưng bây giờ thì chăn nuôi nó có chứ. Con thì cái bà ấy, bà nghèo thế mà bà không lớp 10 chưa tưởng, lớp 10 hết nhiều tiền lắm đấy. Ui giời ơi, nhiều thì nhiều thì cũng có tiền cho con học hiểu chưa? Con thì cái bà ấy cố gắng mà làm. Bà, nhà bà có gì bà có nuôi con học đại học, lớp ra trường rồi đấy. Giời ơi. Nhà bà thiết dưới cái cánh đồng ấy đây. Học lớp 10 á? Bây giờ em nói chị nhá. Chị hết lớp 10 ấy, thì con chị cũng chỉ được cái bằng lớp 9 thôi. Chứ chả ai công nhận cho chị nó hết lớp 10. Ít ra phải hết lớp 12, hiểu chưa? Cho con hết 12. Toàn cô cho đi học, con học được, cứ đi học. Trước đây bây giờ, trước đây, khi chưa gặp em, chưa gặp các bác, suốt ngày chị bắt ốc, chị còn nuôi được con chị, đúng không? Bây giờ các bác giúp gần như là đầy đủ. Có tivi, có bò, có lợn, có nhà tắm. Còn sau các bác giúp nữa, đúng không? Mỗi việc làm ăn làm sao mà không nuôi được con học bảo cái mười nghỉ sai lầm lắm. Ra công ty còn xin vất. Ra công ty chỉ nó phải nhận mực cấp 3 và lớp 9 xin khó. Ăn đi cháu ăn nữa. Rồi như vậy vừa thằng bác vừa xem video Hoàng Hiền tổ chức ăn uống cùng gia đình tự bữa cơm gia đình đầm ấm. Ừ, hai chị em đi học nhá. Ờ.
Mày ngồi ăn hoài nhá. Mình ngồi đường đường ngã đấy. Nó ngồi ăn hoài vào. Ngồi ăn hoài mà. Đấy nó có phải biết. Nhắc nhiều lần rồi. Bây giờ Hoàng Hiền kết thúc cái video này ở đây. Hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo của Hoàng Hiền. Xin kính chúc các bác cùng gia đình có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo. Xin chào các bác nha. Chào các bác ạ.